Vài năm trở lại đây, nhóm ngành báo chí truyền thông luôn nằm trong top những ngành học hot với điểm đầu vào cao chót vót. Ngành học năng động, phù hợp với đam mê, cơ hội việc làm rộng mở là những lý do khiến nhiều sĩ tử lựa chọn ngành học này. Em vừa thi lớp 10 xong thì em đã tìm xem là ngành gì phù hợp với bản thân mình rồi. Và cá nhân em thì em là một người gọi là thích xê dịch. Và em chọn cái khối ngành báo chí truyền thông để mình có thể làm được những cái điều mà liên quan đến với cái mong muốn của mình, thay vì những ngành khác ví dụ như là kinh tế, bởi vì em không có thế mạnh quá nhiều là về phần con số. Đối với em ý, thì là cái ngành truyền thông nó khá là đa dạng và rộng. Thế nên là khi mà đặt nguyện vọng một của mình là ngành truyền thông, thật ra nó cũng có nhiều rủi ro. Tuy nhiên thì em mong muốn được tìm hiểu về những cái vấn đề trong xã hội, hay là đơn giản hơn là em muốn được hòa mình vào cái thế giới, cái nhịp chuyển xã hội hiện nay ấy. Lý giải về sức hút của nhóm ngành này, nhiều thầy cô cho rằng lĩnh vực báo chí truyền thông đang ngày càng có sức ảnh hưởng trong xã hội. Đồng thời, sinh viên theo ngành này tại các trường đại học cũng sẽ được đào tạo nhiều kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi từng ngày của các phương tiện truyền thông trong thời đại số. Đối với cả truyền thông báo chí thì thực ra là một cái ngành trong khối xã hội ấy, nó vẫn luôn là một ngành hot. Vì sao lại như vậy? Vì là khi mà các bạn ấy ra trường, các bạn ấy góp rất là nhiều những cái sức của mình cho những cái lĩnh vực khác nhau ở trong cuộc sống, ở những cái cơ quan báo chí, ở những cái công ty truyền thông, những cái doanh nghiệp khác nhau, mà nó lại kết hợp với cái việc là sự hiện đại của xã hội hay là công nghệ bùng nổ nữa, thì nó lại càng khiến cho truyền thông báo chí có được cái sức hút của mình. Vì là bây giờ rất nhiều các cơ quan báo chí họ thức thời, họ có cái sự bùng nổ của mình trong cái việc kết hợp với công nghệ số, thì là thu hút được cả những cái bạn trẻ hơn tham gia vào ngành nghề và quyết định là thi tuyển, xét tuyển vào ngành nghề đó. Năm 2023, nhóm ngành báo chí truyền thông của nhiều trường đại học hot đều lấy mức điểm chuẩn cao chót vót. Trong đó, ngành truyền thông đa phương tiện Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn lên tới 28,68 điểm, tức trung bình thí sinh phải đạt trên 9,5 điểm một môn mới có thể đỗ.